Nó bắn rồi. Chết chưa? Rồi luôn. Ủa đấy, sao? Một viên nữa rồi. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Thế Long Miền Tây của mình. Thì hôm nay mình không đi khám phá review gì cả, mình đang là đi làm sinh tồn săn bắt chim nha. Vừa chim vừa cá luôn nha mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha. Ơi, theo chân của thằng Hiếu nha, ở đây nguyên đùng luôn nha. Ở trên mấy cây dây điện quá trời luôn nha mọi người. Đây. Đó. Không trúng nha mọi người. Chân cái gì đó. Ủa gãy chân à? Thôi bỏ con đó đi. Bắn thêm con này được, không được thì đi lụm con kia. Con nãy chắc gãy chân nha mọi người. Cái khuôn mặt vẫn không trúng. Cố gắng là vẫn không trúng. Rồi đi lụm đi, mình đi lụm. Đi lụm trước đi. Mình đi lụm chim nha mọi người. Con đó bự hổm mới bắn cái con này. Ồ, quá trời kìa. Mà vô trọng bắn đúng không? Đi lụm chim trước đi em nội. Ồ, nó còn bay được mà kìa. Đù gãy nó cỡ đó đó. Mà nó vẫn đậu trên chứ. Phải bỏ luôn đi. Mình đi lấy xe lại nha mọi người. Để xa xa rồi không có để ý mất xe luôn á. Đợi tao heo, từ từ. Bạn ơi, bây giờ đang lụm chim nha. Coi cực khổ không nè. Thấy chưa? Gần không? Đâu? Thấy con xanh xanh nha mọi người. Nó ra một con nha mọi người. Ây da. Rồi quan trọng hồi lấy ra là tay chân nó gai góc không. Lại khi nói được đây. Hồi nãy còn bọc đạn không? Đạn còn mới. Thì đem ba bịch thủ cho mày luôn á. Tao tính bắn tới buổi chiều luôn mà lo gì. Có gì bắn xong rồi còn dư đem về nhà làm ướp đá nó. Còn không được thì thôi đi kiếm con khác bắn cho nó lẹ ba nội. Thời gian là vàng bạc. Được không? Cái nào cũng phải được. Ây da, ây vui các bạn ơi. Gai góc quá. Thấy rồi nha. Thấy cái cánh nó. Có bộ. Cây nào bự bự đạp xuống. Có nghĩa ý em là kê lên đạp xuống đúng không? Hồi nãy không quăng là được rồi. Từ từ thôi. Còn không được khó quá thôi. Chút nữa tay chân máu me là khỏi bắn luôn. Thôi bỏ đi Hiếu ơi. Nhắm bỏ đi. 5 minutes later. Đây là chiến lợi phẩm của đệ Hiếu của mình nha. Và cái thương tích này mình là cái chân gai nó đập từ lưu hộp dưa. Cuộc săn bắn có giá trị khi được một em rồi. Thì thôi. Dây điện nhiều lắm á. Cái dây sinh tồn mà đâm biết cái sao. Gì? Không phải, không sao đâu. Chiến lợi phẩm. Dây điện nó nhiều quá bữa nay. Rồi bị bắn trúng con cái người ta người, con kia báo động nó bay hết kìa con kìa. Sao vậy? Nó vô trọng luôn hay sao?
Chết chưa? Ủa đấy, sao... Ủa gì nó gớt xuống luôn hả? Gớt xuống luôn rồi đó. Rồi sao nữa? Vậy trời, chúng ở đây nè. Vô chổng chắc chết luôn rồi đó. Chết chổng rồi đó. Thôi kệ đi, bỏ đi cũng khó lấy quá. Ở dưới cái ao luôn nha mọi người ơi. Chỉ cái bụt kia nghe không? Không. Tao vừa mới tới à. Ủa sao cái camera này kỳ cục vậy? Đó, trong cái hồ đó nha mọi người. Nó lủi vô cái lùm này. Một em. Thôi vô. Thôi kệ đi. Kệ còn cu hai ba con cu mến kìa. Kệ còn cu hai ba con cu mến kìa. Kệ còn cu hai ba con cu mến kìa. Bắn đi. Thấy chưa, tụi nó tập trung bắn kỹ, đừng có hấp tấp, đừng có cãi thầy. Đây, ba con cu nha mọi người. Ở đây bắn thì dễ lụm hơn. Trúng nha. Dây mới nha. Lại bay nữa rồi mọi người. Vô bụng luôn rồi. Vô bụng luôn. Đây. Oh.